Hồi xưa mà con nghe nói là mấy ông già xưa kể rắn ý mà cọp á, ông Tư, cọp bên núi Bà Đội ưa qua đánh nhau với núi ông Cấm lắm hả? Đi qua xâm lấn qua đó là người cọp muốn cắm qua trận quýnh chết, năm đó chết ăn quýnh cờ bạc cỡ ngựa không à, rồi đi đánh bữa nào ăn hay thua gì không biết, thì bữa nào muốn ăn trứng rắn hổ mây đó thì biểu với mình bắt chảo đụng một hàng 5-10 cái vậy đó. Mấy ảnh ngồi đó đi trên miên chơi thì bằng xà rông mà, rồi ngang đó để ý cái ổ rắn đâu đó, rồi ngang nó cỡ ngựa phóng xuống hốt trứng rắn để vô giò rông phóng lưng ngựa chạy Chứ chạy bộ không lại nó hả ông Tư? cầu giữa luôn, chó chạy không lợi nó mình sao chạy lợi, Ghê lắm lại chạy muốn hơn ngựa. Rồi cái về chảo đụng bắt nước sôi đàng hoàng đúng giờ ông về mà ông tuôn trứng rắn xuống đó, ảnh thò đầu vô anh gấp đó, Bị nó đâu có biết nước sôi. đâu biết, thò đầu vô gấp nước nóng ảnh vô đâu còn thấy đường nữa, chảo này ảnh lăn qua chảo kia nước đổ ra ảnh chết luôn, rồi bắt ảnh mình thịt luôn, ăn vậy chứ đâu có ai mà dám bắt nó. Rồi ví dụ như con đó nó chết rồi vì mấy người đó, rồi cái con mà đi cặp đó, con đực con cái gì đó nó Nó đâu biết giấu đâu, nó đi tìm. Nó không chỉ giết giết cái con nó theo nó cứu trứng nó thôi. Chứ nó cũng mà nếu mà nó biết được nó tới trả thù đó ông Tư. Tới vì con hốt trứng con để vô xà rong rồi này, cởi ngựa cho nó mất dấu mùi nữa rồi. Đi về rồi con phóng xuống con hốt trứng nó thì nó biết cái hơi con nó được theo. Rồi đó ăn hổ mày, ăn trứng rắn hổ mày là ăn vậy, con trứng nó đâu phải nhỏ bắp dế mình 2-3 người ăn nó hết trứng. Ồ luôn. Ông Tư hồi đó đi săn lâu gì ông có từng thấy gắn trứng rắn không hay lần nào không? Chưa thấy con, chỉ thấy nó chứ chưa thấy trứng. Hồi đó tre tầm lít ngang lép rép xu nô đó, ngang qua bên rừng tre tầm lít tre đó mấy ngàn cọng, hồi đó bôn bốt ấy cũng quánh Việt Nam, rồi Việt Nam mình đem bơm dầu lên bỏ đấy. Nếu mà cái con rắn mà thường thường mà như chú hai bên ông kể, ông Tư kể mấy con rắn mà bằng thùng phi đó ông Tư, chắc cái trứng rắn nó bự hơn ốp dế đúng Lớn hơn rồi. không? Nó bự nào, trứng nó bự nấy không Tư? Nó bự, đất nó rộng để trứng bự. Mà khi trứng rắn nở rồi là ảnh lùa vỏ, ảnh giấu mất hết, là không có để thấy dấu trứng đâu. Ý mà từ hồi xưa tới bây giờ mấy con rắn hổ mây thường nó lột da, nó lột lớp chứ mình sẽ tại sao mà hồi đó giờ không ai thấy chứ không Tư, cái da đó không Có thấy. thấy chứ, con thằng nó đi gác gà rừng ở dưới núi Bà Đội thấy hoài, nó nói cái da chừng 4 đứa mình ngồi chụm nhau trồng lọt lót nó Quá khứ rồi. vô. Ừ, rắn cái con tính cao hơn đầu vừa chú cha bác cháu mình nè. Là ở dưới núi Bà Đội âm không Tư? Núi Bà Đội nó nói cái miệng hang đó giờ nào cũng thấy trống cái lỗ, chuyện ai mình đứa mình dừng vậy nè, tức là cái lỗ nó trống nó lên xuống nó lớn hơn thùng phi, không biết rắn nó bao lớn. Quá bự luôn. Tới mùa lá cây rồi nó rụng cái nó chung lên chung xuống nó hứng mùa sương lên này kia nó coi động tĩnh đó có dấu, thì nó thấy vậy phải tao hiếu khách tao lấy cái da nó biểu nó dắt đi lấy cái da nó về lấy cái da đó về coi dành cho tụi con quay phim lên thế giới này. Thế giới đầu tiên rắn bự vậy, phải lấy cái da nó về im quá. Núi Bà Đội có con nó cao hơn nóc nhà mình.
xe nồi đầm kêu ô tô đê rồi đó đó. Rồi nó bò nó cao hơn mua xe đó đó con tính. Còn nó sống biết mấy ngàn năm nữa hả ông Tư? Biết mấy ngàn tuổi nữa. Con đó nếu mà con bắn đụng nó thì nó chỉ quơ cái mình á, dùng xe tội mình đó là khác là rồi. Mấy con đó chắc súng bắn nó không sao. Không rồi. Có coi cái đạn giảm nào cũng tiết lộ. Bây giờ hai con nó đang từ nước ngoài nó đang về mình đó. Hai gắn đó. Nó sống rồi hai gắn nó tính trước đời bằng cổ nữa. Thì nó tính bây giờ nó lên lên. Bữa hổm mà con có coi trên YouTube bên cái kênh Nhẩm Radio á, là ổng có nói cái đoạn mà có hai con nó đi ngoài biển Thái Bình Dương á ông Tư. Ừ. Mà điều lâu lâu á cái người dân người ta đi đánh cá người ta mới thấy một lần, mà không biết là cái con gì mà nó dài mà nó bự dữ lắm, nó nổi lên như hai hòn núi vậy. Mà ông la nó nổi lên đầu nó quậy nó lội hồi cứ mất tiêu. Lội cút mắt cút còn, còn cái đầu nó cắt lên đi như hai cái hòn núi đi càng công. Tôi không còn coi trên cái kênh YouTube Nhẩm có rồi. Trong giảng Tứ Thánh có nói đoạn đó đó, năm nói hai ngắn đó nửa về nó sát phạt đây rồi đâm dèo nuốt đâu hết. Làm sao nuốt hết Đông Dương này nổi, cái dài 300 triệu người thôi chứ còn năm chèo nuốt được, cái còn quá nhiều người sao nuốt hết. Khổng lồ hai đám bị mấy cháu quen đau nè, bà con mình ở xa rồi. Hồi đó Việt Nam mình đâu có tàu cao tốc. Rồi mới mua được của Mỹ, Nhật hay Mỹ gì có 2 chiếc, 3 chiếc. Rồi đi từng rồi mới nghe ấy, từng rồi cái nó nghe hầm hầm sóng biển đánh á. Nghe sóng biển đánh thì tưởng là tàu chạy hả ông Tư? Ừ, tưởng tàu quốc tế nó châm cạp bên này cái nó mở cái máy nhan đèn gì cũng gắn mà nó nhan gì. Mấy bữa mới nói giờ bây giờ cái đó mình nghe cũng như nó dốc cây kiềm mình đâu có thấy. Rồi nó mới con tính trúng 40 ly đạn cùm đai mình đó, nó lắp nó có gấp 5 viên nè. Lắp đạn vô là con phải bắn chứ con không bắt ra được. Ý sao ngộ không ta? Ờ khi chúng nó con lắp đạn vô nhận cái tới háng mình rồi nè. Nó tới buồn đạn đó. Rồi nó nói không dám mở máy nữa rồi xuống ra máy nhỏ rồi cho nước biển nó trôi đi. Hai rắn nó chạy hầm cũng như tàu lớn. Đầu tiên nó tưởng tàu lớn. Tàu quốc tế nó lén qua Việt Nam thì nó bật đèn pha nó thấy rồi nó tắt đèn pha mà nó nói là để tàu không dám hụ máy luôn. Cái chuyện đó là hồi năm đó ta đi săn bên hòn đất trên hòn trong hòn me rồi mấy ông kể lại không Tư? Mấy thằng đó mấy thằng cháu rồi xong à. Dạ. Nó đâu có đi cách mạng, cha nó là trưởng ban cảnh quân cảnh ở Cần Thơ. Còn tụi nó thì là hải quân không, thủy quân lục chiến không. Mình đâu biết chạy tàu đó, chứ đâu biết điều khiển đó. Rồi khi cách mạng thành công mới kêu nó lại. Cho nó lái cái đó rằng nó từng biển mình nè, từ đây ra Hà Nội. Từng dòng biển đông rồi. Cho nên ổng tình cờ ổng gặp vậy không Tư? Ừ, nó gặp rồi nó nói nó kêu tao ông Tư. Ông Tư ơi, tụi con hạ nhúc nhích nên nó quậy cái là gì? Chết hết. Tàu tụi nó tàu chiến không á, tàu cao tốc không á. Nó quậy chết hết. Rồi tắt cái đèn đó tắt chừng 15 phút nó mới tắt.
Vì cái đèn đó hồi đó ngoài núi Sam nó rọi vô đây con kiến con còn thấy nữa. 25 cây số. Cái đèn nó bằng cái truyền hình 60 inch mình. Cái gì cái đèn? Gì nó kể lại. Ở ngoài mà gọi vô đây cái như ở trong này sáng trưng luôn. Tao nói mày con kiến nhỏ xíu bò con cũng thấy nữa chứ đó. Núi Sam hồi đó nó đặt trên nó quơ vòng vòng ấy. Nó bay C-130 lại 4 động cơ đó, nó chạy cái đèn đó. Mấy anh này pháo kích thì vô đặt công quánh Trà Nóc Cần Thơ rồi đó. Nó rọi nó pha nó bắn chứ chạy không được. Mày chung nó trong hốc trong gì ngoại trừ ra mày lặn dưới sông thôi. Chứ mình đi trên bờ chỗ nào nó cũng thấy. Quá khó. Cái đèn đó như con đậu xe đây, con rọi đây ra đó, dừa cây rồi sáng chết hết. Sức nóng nữa. Nó nóng. Nó bấm lên, con nghe hồi đó tụi tao có đèn đó, xe 113. Nó bấm lên, con nghe nó hu, nó làm vậy đó. Ghê. Cà lâm vậy đó. Mẹ bấm rồi đội chừng 30 phút rồi sáng cây ở trước, mặt nó héo hết trơn. Nóng quá nóng. Rớt lá, chín cây, trái cây rụng đó. Hồi đó chỉ có 113 rồi nó coi chứ. Bây giờ mà con rắn đó mà nó nổi ở ngoài biển rồi ở cái chuồng, mấy cái chuồng đánh cá rồi này kia nó gặp nó cái thôi. Nó không dám, không dám lại gần nó chìm hết. Nó tóc nó chạy chìm ra hết. Mấy ông giật đó mấy ông cũng lo lại, không liền thật. Qua trời mấy nhỏ nó giỡn nó la. Những chúng nhau vậy đó. Bữa nay có con thằng không có. Giỡn nó la quá là. Hồi xưa mà con nghe nói là mấy ông già xưa kể gắn ý mà cọp á, ông Tư, cọp bên núi Bà Đội ưa qua đánh nhau với núi ông Cấm lắm hả? Đi qua xâm lấn qua đó là rồi cọp muốn cắm qua trận quýnh chết, xâm nó chết mà cắm chết người tại chỗ chết. Cọp bên núi núi Bà Đội. Dạ. Yeah. Núi Bà Đội đâu có bên núi Cấm rồi chư thần không à. Dạ. Yeah. Chư vị sơn thần là mấy ảnh đó. Dạ. Yeah. Cọp không đó. Bà Đội ảnh còn ăn thịt ngự, ăn bò, ăn chó, ăn đồ này kia, bên núi Cấm không ăn nữa. Yeah, cũng như bên núi Bà Đội là cọp rừng hả? Cọp rừng bên đây cọp tu á. Yeah. Dạ. Cho nên núi Bà Đội qua là đánh không lại? Giết chết, cọp núi Cấm con nào nấy lớn mạnh kia. Tao ngập, gặp, anh ngủ, anh nằm ngửa, anh dơ bốn giò anh trên, tao nói cọp chết. Tao rủ ông Tư, đâm. Chết mẹ. Rồi ông lấy quéo ông ruồng trong rừng, ồ ông cọp, anh lật ngang gọn chóp, con chóp mắt, mắt tiêu anh. Nhìn thì ghê không? Ừ, anh lật ngang, anh đi mày lá cây cả ngang đầu gối mà, anh đi mày không nghe cua cua mà. Kỳ ha, nó đi cái sao? Anh đi hai gối anh thả dài xuống. Dạ. Yeah. Đâu phải đi dò gì còn cua lá, đậm cây. Anh đi anh bỏ gối dài, anh bước anh bò đi. Cọp chư thần không thì tên núi Cấm. Tưởng cọp chết. Tưởng có thần cọp chết thật luôn. Như tao gặp con heo nó ủi cái đít nó đâu ba lớn nữa. Nó ủi lú cái đít trên không. Cái đầu lú với tao biểu con ém đít. Buồn mà chết. Hai cha con sức chưa bằng nữa nó nữa. Nó tông lên sao đè lợn. Ém đít. Biểu giác giặc cây nhọn á, thọc lũ đít ém hai cho con gịch nổi nó quơ không mình chết trước. Quơ chết à. Con nào cũng thấy heo đứng ngang càm mình ở trên nó rừng. Heo nó mấy trăm ký không thầy? Mấy trăm ký con. Con nào nấy lông gái cả gan hơn gan. Mấy con đó nên về sọc hết rồi. Anh nổi anh đang phai mài lúc đầu lúc đít anh ta. Con heo
rừng nó con coi trong phim nó trong YouTube bên Mỹ nó bắn không tư, nó gan nó phá rẫy ra đó. Nó bắn mà nó lẹ kinh khủng luôn tư. Nó mướn bắn. Dạ nó mướn bắn. Nó mướn tụi thợ săn nó con bay qua bắn. Lẹ ghê. Nó lẹ lắm. Dùng mía có ngàn công rồi nó cắn đóng nợ lấy bằng cái nhà nói chung đóng ở trong cắn mía người ta. Yeah. Chó săn của Mỹ đập chó săn mình heo heo rơi là giết chết á. Ông Tư hồi đó ông Tư cũng như cái xã Tân Lợi đó ông Tư biết ông xã Chiết mà về xuống dưới láng cháy đó ông Tư không biết ông. Không hiểu về lịch sử láng cháy là sao hả ông Tư? Không biết. Cái láng cháy nó dưới núi Bà Đội nữa. Dạ dưới. Xuống cây me đi tôm đó. Dạ. Nên người ta kêu láng cháy. Không hiểu cái từ ngữ đó từ nào đặt. Cách sao người ta đặt cái láng cháy? Mà sau lưng trước mặt chợ An Hảo đi vô chùa Khmer rồi đi quẹo phải đi xuống có cái núi nhỏ chứ ông Tư, ông Tư biết núi nhỏ đâu không? Núi đất. Núi nhỏ nằm ngoài đồng đó. Đồng. Dạ. Núi đất. Ông Tư người đó có đi săn tới đó không ông Tư? Ừ. Đi chơi hết người tới dưới đó. Nhà đó ra đây nè, chiều ăn cơm rồi quải đèn đi bộ tới dưới. Dạ. Ôi dồi, đồ bột tới dưới luôn không ông Tư? Ừ, tới dưới rồi bắt đầu chặn dạng cái nghỉ ngơi bớt rồi cái soi dài gì tới nhà là sáng. Ôi dồi. Bữa nào mà trời mưa sớm rồi phải đi hai chuyến. Dạ. Bị cái rậm con mang lát đầy rồi mang không nổi. Cái núi đó có hang hay có gì không ông Tư? Không, cái núi đó đất đá không mà chứ không ai. Hồi lúc ông đi đó có ai thờ phượng gì trên đó không? Có cái chùa Miên mà cách cái đó cũng xa, cách cái núi cũng xa. Chùa Miên nằm ngoài này nè, chỗ đường đi nè. Ừ. Còn ở trong đó là không có chùa không có gì chứ không? Không có chùa, cái núi này như cái cồn vậy đó. Dạ. Yeah. Cũng như cái đồi đất vậy hả ông Tư? Đồi đất. Tao đi xoay tới đó, nhà tới này nè, đó đi xoay hết tới. Con thắc mắc hoài không biết vì sao mà tại sao ở đó người ta đặt láng cháy còn cái chùa thì cái chùa cái răng chay nhưng mà ở mấy ông ở chỗ đó mấy ông kêu chùa láng cháy luôn khu đó chùa Miền Đông lắm à khu dạ. Từ Lâm Viên đổ ra đó 3-4 cái chùa Miền dạ dạ 3-4 cái. Vậy mà trong đó có người đâu có biết chùa ở trong đó đâu bị nó nằm ở trong cái hẻm đi vô không Tư? Ừ có bây giờ nó bằng lộ đó. Có bằng lộ nhựa rồi mà người ta ít có đi vô đó lắm. Ít chùa đó con sóc cũng thưa đó. Dạ. Sóc cũng xa chùa đó. Dạ. Lúc đói thì nhờ soi dưới đó không? Ở dưới đó thường thường soi được cái gì nhiều không Tư? Hết. Soi hết rồi thì kia không nữa. Dạ. Mùa nước lên thì con đi xuồng được, còn mùa khô thì đi soi bổ không? Có rắn còn nhiều không Tư? Rắn hổ hành, rắn nước rồi cũng ít. Mùa nước nó nhiều. Dạ. Mùa nước nó ngập cái xe mé, nó đâm một đêm. Chị ba mày với tiếng Tư mày là một người đội, một đội ứ hự. Rắn hả không Tư? Rắn á. Rắn nước. Bắt đường cả 100 kg rắn. Mà lúc đó bán dễ ghề hả không Tư? Dễ ghề có mấy ngàn ký, mấy đồng ký, mấy ngàn. Rắn hồi xưa kinh khủng nhiều. Hắn có lựa con bắt tay vuốt 3-4 con hầm nồi lâu mới ăn chứ ăn quá ăn cũng không nổi ngán ngược luôn. Mùa mưa mùa nước lên nó mập dữ lắm chứ ăn như cỡ này đấy hả ông Tư? Ừ. Cỡ mùa nước cỡ này đấy à, mập cũng luôn chuột cái đồ này kia nó ăn đầy đủ
Mà hồi xưa chuột cũng nhiều, bây giờ chuột ít hơn hồi xưa nữa. Ít. Bây giờ cái gì cũng ít hết. Thì ít là do nó thuốc. Thuốc. Cái chuột đặt rập thì con chuột nó đẻ, tháng nào cũng đẻ mà. Dạ. Sanh sản dữ lắm, cũng như cá lóc có chặt mình. Mày ông nói chuột nó đẻ là đầu tháng đẻ, cuối tháng đẻ. Thì nó ra thỏ làm sao nó vậy. Dạ. Mà nó ăn cái miệng nó không nghỉ. Đẻ đâu ít đâu, cả chục con thôi chứ ít đâu. Dạ. Yeah. Có nhiều ông bắt chuột về nè ông Tư. Bắt con chuột chữa về cái đầu nó chưa đẻ ra hả? Nó còn nguyên cái chùm con trong bụng mày, ổng mổ ra cái đầu rửa chùm con đó mày, ổng để vô ổng chiên ăn luôn. Ừ. Tôi thấy nó ăn hoài, chuột đẻ ra con nó bay tay nó cũng để nguyên con nó chiên. Còn nằm nguyên một chùm ở trong cái bọc đó mấy ông, chỉ để gì chiên người mới ra cắn ăn luôn. Ta không ăn chứ đâu gốm quá đó. Như có bên Mỹ Hội mình có thằng ông người cũng lớn tuổi rồi mà bây giờ cũng chết rồi. Ông bắt con chuột con còn đỏ đỏ mới đẻ ra đó, ông lại ông cầm đưa ngay mặt ông xỉu gạch liền. Ông sợ. Ông sợ chuột con chứ. Ngộ kìa. Tại làm sao đó, con chuột làm gì mình sợ. Dạ, chuột có gì đâu mà sợ, mà ông gặp cái là ông xỉu liền. Hồi đó mấy cái ông mà ngang tuổi cho ông ưa nhát, ông ví dụ đó. Tiếp gì đâu mà sợ con chuột. Có người sợ trùng. Thì gớm. Dạ. Hồi đó con ưa bắt trùng con câu chạch lấu. Không bằng cua ốm đâu con. Bị cua ốm ông thọt vô bụi nha, nó bị gì ông móc mồi rồi cái đầu ông móc cái lưỡi câu nó vô cái đầu cái cây trúc đó ông Tư. Ừ. Sọt vô giữa bụi nha trong bỏ trong. Con mình móc gắn vô cái mũi lưỡi câu mình. Con phục con nhắc nhau nhớ dùng cá chạch ăn hổn lứt. Dạ. Quất cái bụt giật mình vậy đó, nó vừa đó rồi phải giật phăng lên cho lẹ, rồi phăng không lẹ nó quay ngang đứt nhà. Hồi đó con câu đó là con bỏ thí cột vô đó, bỏ thí hồi xuống thấy nhờ dây câu thẳng băng ra rồi dính rồi giá nuốt vô lưỡi câu vô bụng luôn rồi. Ừ, nuốt rồi nó đâu có vụt. Mà con hồi đó con tóm mình nhờ ni lông không, mà ni lông chắc dữ lắm ra mấy ổng làm đâu có đứt nổi. Lúc đó mười mấy tuổi. Xong con theo mấy cái bụi tre lỡ rồi cá chạch này làm cho. Lấu con nào nấy câu dính con làm cùm giò. Ba bốn ký, hai ba ký. Bắp chuối. Bây giờ kiếm con đó mua 10 triệu cũng không có. Có, giờ còn nó nuôi không? Nuôi ở chơi cá thiên nhiên đâu có đâu. Nuôi một con ký ngoài hai ký không có. Ký con nghệ nữa, con nghệ ngon. Tao khoai nướng nó bốc gỏi với ngó sen mình nè. Cắt khúc ra để xỏ rụi nướng. Thế ra bốc gỏi. Lâu dữ lắm đó. Không có thấy con cá chạch lấu rồi. Có mấy con cá chạch lấu con á bằng như con chạch, cá chạch cơm mình á thì có không Tư? Cái nhỏ xíu chứ bự giờ hết. Nhiều bên hùng ngự nó nuôi cá chạch cho nhiều lắm. Dạ. Hồi xưa cái gì mình đi bắt cá hay là làm gì cũng chút xíu là có ăn hả ông Tư? Ừ. Chỉ lo có cái là lo gạo, quần áo. Quần áo hồi xưa thì không có. Ừ. Quần áo không có. Quần áo không có mà. Hồi đó con đi học đâu có quần áo mà. Còn là 16, 17 tuổi con ở trường. Người ta cho đồ cũ mặc không, mặc tà tuột lên tuột xuống.
con người khổ khắc người nhão con nước không có. Hồi xưa khổ thì bây giờ con cháu mình đi giàu sang ăn cơm ngồi trước đi xa ơi nhà lầu thôi. Nít bây giờ nó đâu có hiểu cảnh ngày xưa không tôi? Không hiểu. Tư nói ở ngoài miền Trung của ngoài nó gắn hổ mây lai là nó ra làm sao không tư? Nó lai nói sao mô phỏng hổ mây không biết. Hổ mây thì từ đầu tới đít nó sọc chữ V nó trên đầu nó xuống tới đít luôn. Dạ. Yeah. Sọc trắng trắng đó ông tư xa xa, xa xa một khoảng đó gần gần nhau không rồi sọc đen nó tái lui luôn còn rắn sông dưa của mình thì nó có một khúc dưới đít lên thì hai gan nó có sọc đen còn trên không có. Yeah. Một mây nó từ đầu tới đít luôn sọc đen vậy. Rồi cái con rắn hổ mây lai nó độc hơn cái con rắn hổ mây cũng vậy rồi con nào cũng độc như nhau nhưng mà nó độc hơn cái hổ bướm không được. Hổ mây nó mình cắt nó dài ba thước nó phun đuôi mắt đó. Chó rồi phun đuôi mắt như rắn hổ bướm dòng quạt đâu nó có phun không thôi không con rắn hổ mối nó phun thôi. Hổ mối hổ mây với hổ đất không thôi hổ đất nó cũng không phun nữa có hổ bướm mà hổ mây nó phun ủa dòng quạt còn rắn hổ mối nó phun hổ mây nó phun chứ còn mấy cái loại kia nó không. Từ nói cái con rắn hổ mây mà lai đó nó cắn người ta thúi thịt là cứu không được không được thì nó ở ngoài bệnh viện cả tháng cho về mình cứu được cái tay này nó đang trị như lọ như con tha lọ vậy chứ thịt đâu còn đâu mà cứu. Yeah. Bữa đó nước tao lên nó cũng chiều rồi. Rồi tao nói bây giờ cứu từ đây tới sáng mà nó coi cái nó chịu thì nó sống còn không chịu nó chết. Mới nửa đêm nó chết rồi. Bị hết kịp rồi hả ông tư? Hết kịp rồi nó túi nó ăn tới trong gan phổi gì đâu còn. Tới tim luôn rồi. Cái tay nó đen xì nguyên cái cánh tay từ cụ chỏ xuống tới bàn tay đen xì khô gan. Nó chết luôn hả ông tư? Chết luôn cái tay nó luôn nó hết trình rồi bắt đầu nó khô lại. Dạ. Cho nên nó chết cái cánh tay đó luôn rồi. Chết tế bào. Cái cơ thể nó không biết tao lên nè. Người ta lợi nó mình lợi nó cũng dòm mình vậy mà nó phun nước miếng túm tùm lum hết đó. Ý sao ngộ hả ông tư? Đâu nó đâu biết nó là ai nữa, phun vô mặt vợ với cha mẹ nó phun lúc mà nó hết biết nó là phun giống như con rắn mà rắn hổ mà nó phun nọc chứ không ta nó phun phèo phèo phun tùm lum cái đó là nọc rắn nó vô quá nhiều luôn à quá nhiều cánh tay người từ nó cắn ở ngoài bàn tay mình tới đen thui tới cụ chỏ này sao con cứu nổi. Yeah. Tao nói gia đình đây tới chiều á tới sáng mà nếu mà nó còn ấy thì cứu nó được còn không nó chết nửa đêm nó chết rồi chưa tới sáng người đó ở đâu lận thôi trên dân giáo nữa. Miếng đi mặn muốn ở Đồng Nai đến để đi bắt rắn à. Chúng đó bị ở vùng đó nó bắt rắn đó chết nhiều lắm rồi 5-6 thằng rồi ở vùng ngoài con nghĩ hồi đó giờ chắc rắn độc nhiều nó chiếm khoảng chừng 70-80% chứ không phải như miền Tây mình mà rắn hiền được thấy không tư ít đúng rồi không phải rắn lai nhiều ngoài rắn độc không còn miền Tây mình thì có rắn nước rắn hổ ngựa rắn lải đồ này kia nó đâu có độc có hổ đất hổ mối mình vì ở ngoài đồng rừng nó hổ bay nó ở cạn không à nó không ở dưới nước được
Yeah. Mình đồng bưng những loại ở dưới nước nó đâu có ở trên khô được. Yeah. Rắn hổ ngựa thì nó không có độc mà nó hung thấy ghê luôn. Nó đẻ còn được ăn được nè. Mà nó hung, nó thung cái đầu lên gì nè ông tin. Nhưng mà cho bao con cái nó thôi thôi. Dạ. Tao thôi, tao tao chỉ như chụp. Thôi cái chụp ngay đầu luôn. Vì nó đâu có độc mà nó hả cái họng bự ghê luôn. Nó hầm. Thôi 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 tao con cái thì cắn dính giò gì tao chụp đầu. Với con gắn gắn lãi mình gượt nó ưa quay trở lại nó ngóc cái đầu cao lên gì nè ông Tư. Ừ, cự vậy đó. Yeah. Thấy cây cỏ anh cái té nè. Cây con trai cũng được, quánh cái té. Nó yếu gì đó hả ông Tư? Yếu. Mà cái đuôi của ổng sao y gan cái đuôi gắn mối vậy đó. Nó bở bẹt hả ông Tư? Ông nắm ông quơ lên gì đó đứt đuôi. Đứt. Ngon thiệt. Đó giống nó thịt ngọt. Dạ, yeah. Thịt nó con trào rồi con hầm gì cũng ngon. Hồi đó con làm mướn ở trên Sài Gòn á, cái con gặp rắn lâu rồi, hai mấy năm. Rắn lãi đang kéo dây ra ngoài bụi cỏ đó, gặp cả bằng cung tay vậy nè. Nhỏ hơn tay một chút. Chạy gượt hai ba thằng gượt bắt vô. Mấy ổng mổ cái bụng ra là 17 trứng ông Tư. Rồi mấy ổng lấy trứng, mấy ổng nấu cháo ăn luôn. Con rắn gì con ăn được, đặc biệt có hổ lông ăn không được. Hổ lông ăn chết. Mà hồi nào giờ chưa có thấy con hổ lông ra sao? Hổ lông mình đâu có lông, nó bằng chân cái, nó rụng lông rồi, rong lông ở khoang giữa nè. Yeah. Khoang đầu không có. Khoang dưới cổ cút không có, khoang giữa có. Mà cái màu nó ra sao á ông Tư? Nó y như rắn hổ đất mình, nó đen vậy đó. Vậy sao? Ừ. Đầu nó bự hơn. Hổ lông nó cắn khó cứu. Ý gì rồi sao người ta phân biệt hổ đất với hổ lông rồi người ta bắt ta ăn là sao ông Tư? Ăn chết hết nhà. Rồi mình thí dụ như người ta không biết người ta nấu ra mình... Cái ông này ông bơi chuồng ngược nước. Ông bơi xong lên sớm trên mà mở rắn rồi nó trôi trên mặt nước á, cái lần tông đớp con nào lạch nấy. Yeah. Không bơi tới chỗ còn đương bằng rắn vừa bưng lên rồi chưa có chặt hầm, vừa bưng lên rồi mới ghé chuồng không thấy nó nghe nó bắt rắn bự vậy đó mần đó. Yeah. Ông ơi lên ông nói sao mấy ông điện ăn rắn này, cái đầu tiên cũng nhiều thằng bọn nhậu mà trời rắn hổ mà không ăn gì. Nó quý nó mát nữa. Yeah. Ông nói mấy chú đừng, không nên ăn chết à. Trời ở đây tôi ăn biết nhiêu nữa, có sao đâu. Ông nói không, con khác ăn được, con này ăn không được. Rồi đừng chặt nấu cháo, thả rắn vô đó. Ông nấu mà cũng còn nấu nữa chứ không bỏ đó. Yeah. Mấy chú không tin tôi, mấy chú múc miếng thổ cho nguội, quậy cho nguội cho chó ăn thử thôi. Bụng chó mới liếm về cái lạch ngang được. Thằng nào nấy hết hồn hết dữ đâu dám ăn. Ông đâu, ông chừng ông mới nói gì, ông nói vậy mà ăn chó chết rồi. Rắn hổ đó, nếu mấy chú tôi lên không kịp thì chết hết sớm rồi. Băng nhậu nó chết hết. Ngộ trong cái thịt nó cũng có độc luôn hả ông Tư? Con rắn hổ lông với rắn hổ hùm con để trong bao mà con ngủ trên võng với trên về xuồng mình đó. Yeah. Để nó dưới cái vạt xuồng sáng mà ngồi vậy không nổi, cái hơi thở nó độc vậy. Yeah. Nó độc. Vậy là hồi xưa con nghe mấy ông cụ hồi xưa ông nói cái con rắn, chắc mấy con rắn đó mấy ông la bắt mà cái tay mình mà vuốt vô nó vuốt là cái về cái mình mẩy mình yếu xìu luôn, bị trúng độc, cái hơi thở nó cũng muốn chết người mình được. Chắc ông nói mấy con rắn đó quá ông Tư. Ừ. Hổ hồn cũng vậy, nên nuôi cấm này là chỗ cái hang đó có một con chặt kia bằng thùng phi rồi. Hổ hồn hả ông Tư? Hổ hồn
sao mà cái lội đó nó bự dữ vậy ông Tư? Ừ, nó giống lâu nay đời rồi, nó ở lâu đời quá rồi. Chó dùng đó bị nó giết hết trơn. Rồi hồi xưa không ai bắt được chứ không Tư? Nó ở hang đó rồi không ai bắt được. Cái hang nó dôi không Tư? Hang nó dôi sao chùa Bi Lai. Cái tàn cây da nó xè cả mấy công đất vậy. Chó mà vô gặp nó mà chạy vô sủa sủa rồi nó thổi ra, chó lật ngang nó nuốt hết trơn. Ôi ôi. Nó khà cái hơi độc nó ra thì chó chết á. Khà hơi độc là chó xỉu liền không Tư? Xỉu liền. Vậy là mình lại sao chịu nổi? Mình cũng chết luôn. Hổ Long năm đó ở dưới Bà Đổi nè. Bà này bà đi hái trầu trong Châu Lăng chỗ bây giờ nó đặt năng lượng đó. Dạ yeah, yeah. Bà gặp bà kêu con sóc lên còn mấy trăm ký. Ôi ôi. Hổ hùng á. Lên súng nhau gậy cây đá lăn đè đập chết. Hổ hùng nuốt con man. Dạ yeah. Đem về ăn luôn mới chết. Đừng ăn vậy, té ngang chết, chạy bỏ nhà, bỏ sóc luôn. Chết đâu, mấy gia đình. Rắn mà nó treo đứng cây dừa, nó lột da mới được, con tính nó cao, bỏ con bà cao. Ồ, quá dài. Vậy mà gan hả ông Tư, sao mà dám ăn mấy rắn bự. Đâu không biết. Mà rắn bự rồi, ai đâu dám bắt ăn đâu mà, sao mà cái gì dám bắt ăn. Chắc con đoạn hồi xưa chắc khổ rồi gặp bắt được đồ ăn là mừng hết ông Tư? Mừng. Được đồ lừng. Dạ. Chứ không biết lắm đâu. Trời ơi. Cái đó là kêu bằng là mấy ổng còn nghi cái mấy ổng nói có rắn đó nó không có độc. Sợ mấy ổng nói. Không biết bị dòm thấy trăng đó nhưng con trăng mình hai bên hông nó nè dưới đường bụng nó vậy nè ha. Dạ. Hai bên hông nó cái dãy bụng lên thì nó hình răng cưa không à. Dạ. Yeah. Y như lưỡi cưa mình vậy nè. Dạ, yeah, nó đi lên đi xuống vậy hả ông Tư? Đi lên đi xuống. Mà nó con nưa nó dự chừng 100 ký, nó nhỏ hơn trăng 20 ký nữa. Cái dãy nó nhuyễn. Dạ. Yeah. Dãy nhuyễn như con quắc nó cái mùi nó chưa ăn muốn chết người rồi mà tại không biết. Tại... Con hổ hùm hả ông Tư? Hổ hùm. Nó hôi dữ lắm hả ông Tư? Nó hôi chịu không nổi. Nó hôi cũng như mùi rắn hổ mây đáy vậy không Tư? Ừ, nó khét. Hổ mây đáy rồi nó khét, nó tanh, nó hôi, không chịu nổi. Dạ. Kỳ đó ta đi bốn đứa. Anh rượt mang á vậy. Độ chừng 30 phút nghe mang mất tiêu, ta nói chết mẹ. Nuốt rồi. Nuốt mất rồi. Chừng gì ngang đó, cái đường mình đi gì á. Dạ. Hồi đó lội xuống cũng đường đó. Lội về gặp tranh nó thiệt đôi chừng nửa công đất. Anh đái một vùng vụn nữa. Nước tùm lum lại hôi rình đó. Rồi mang anh nước. Mấy kia hỏi gì ông Tư cũng không may chứ gì. Hồi nào hôm nay bướu đít. Hôm nay nó bự chắc cả thùng bi. Mà mấy ổng đang mà nuốt cái con mồi rồi mình lại mấy ổng đâu có làm gì mình được đâu. Ừ. Nhỏ lấy cây con đập cũng chết. Làng cam bự quá mình đập không nổi. Dạ. Yeah. Như loài rắn này nè nó có kỵ với cái cây gì không Tư? Rắn hổ nó kỵ chứ. Còn các loài khác nó kỵ. Rắn hổ nó kỵ với cây gì không Tư? Mình ăn nó mới kỵ. Chứ còn bình thường nó đâu kỵ cái gì. Ví dụ như mình cầm cái cây gì đó mình đi rừng mình cũng như mình ngừa nó sợ cây gì nữa. Nó không sợ. Nó không sợ cây gì chứ không? Không sợ, có mình mần thịt mình ăn nó chặt thớt me là một, thớt mung là hai. Yeah. Gấp đũa mung ăn thì chết trong mâm hết. Dạ. Yeah. Thớt me. Mà kỳ hai thứ đó rắn hổ đất. Phải nó có kỵ với cái cây gì á, mình đi rừng mình chặt cái cây đó mình mang theo cái mình không sợ rắn. Ừ, nó không kỵ. Hồi đó tôi lúc tao còn nhỏ 17, 18, 19 tuổi, 20 tuổi đi săn
với mà già sớm. Dạ. Một bầy mấy chục chó nó bu nó sủa trong lùm gai giếng nó bằng ba cái nhà mình vậy nè. Dạ. Mình nó cắt đầu thuốc trên mình đâu có thấy. Dạ. Bò bò vô tu nữa với ông. Chừng bác nằm tao bên đây. Chú bác ruột với ông nội. Ông lên ông gặp cái đầu nó cắt trên lùm gai đó. Ghê hả? Ông sâu tay áo ông lịch, gịch thằng nào nấy té ngửa té nghe ông biết đi, đi. Ông không nói gì hết á. Ông gịch té lăn cù bị tê trên dốc mình đi xuống này nè. Dạ. Đi, đi. Ông gịch tuốt ra ngoài, ông cũng hả họng nè, gịch làm ba bốn thằng mà. Ông mệt, ông thở dốc, ông nói trời ơi. Đi chết hết. Hỏi cái gì bác Năm mình cũng mệt nữa. Dạ. Xuống dốc gịch té lăn bệnh cây này gịch cây kia bệnh ông đi ông không nổi. Đi đi chừng đi khúc ông nói trời ơi không may. Ở đó nó phun mây lát đuôi mắt hết. Dòng chó này giếng lát nó phun chết hết. Nọc nó phun cũng như thuốc máy mà nó xịt sâu vậy sao chịu nổi. Ồ ghê. Mịt mù cũng như con rắn ấy, con chó ở dưới chùa bà Nam Quy với ông Tư. Nó gặp con rắn hổ mây nó ra nó sủa con rắn nó phun sao mù hết con mắt. Ừ, nó phun vô con nào luôn. Còn con mắt bên đây nè nó cũng thấy mà thấy mờ mờ mà nó cũng đục hết trơn không Tư. Đục mù từ từ nó mù á. Sạc ngọc nó xèo ào như máy nó xịt. Dạ. Không chịu nổi. Cái ông mà ở con của bà cô hai chủ chùa đó. Hổ mây với hổ mối nó phun đường mắt hết cho. Dạ. Hổ mối ở má nó bưng này có hoài nó cũng phun đường mắt. Dạ. Mấy năm trước chị cũng đâu 4-5 thằng. Đợt đó anh ba mày cũng bị phun. Ôi ôi. Phun vô mắt. Bị đập rập rắn đó, đập rập rắn đó, chạy luôn nữa. Không biết rắn gì thì nhào ấy ra coi, dòm dòm, xẹt ngay mắt không. Nó phun cái hai dấu răng đó nè, xẹt vô mặt, mắt mình hai mắt ngay chóc. Hay tao đâm nó dính rồi, dính khúc đuôi, nó lú đầu lên, nó phun cái xẹt, tao né ngang. Trời đùa, nó dữ ha. Né ngang dính gò má vậy nè, chùi vậy đó mà cũng như sâu nghệ nó ngứa con. Ôi. Ngứa gãi lát nó phồng thịt lên như sâu nghệ ngứa. Rồi cái đó là ở mà nó phun chúng nghe gan mấy cái mục mà ghẻ đó rồi mình kia chết mình á. Dạ. Mình lấy thuốc liền đó. Cái lá thần thăng đó đâm giặt mắt. Rắn phun con đâm giặt lát hết rồi. Dạ, hay ha. Cây cần thăng hết nên. Cây cần thăng ông Tư đốn cho giờ chết queo rồi. Chết rồi. Chuyện cao quá cao, ngã qua nhà bên kia với ngay đây trời. Cưa cái bà đó ở bên Đồng Tháp cũng qua bác sinh trời. Cái thân cây nó có sử dụng gì được không ông Tư? Được con thuốc không, nó hãy thuốc quý con trừ cho đường ông mình. Dạ. Yeah. Ông Tư hồi nào giờ ông nghe cái vụ mà bệnh sốt mò chứ ông Tư? Không. Con cũng mới nghe luôn, người ta hỏi á. Nó hỏi ông Tư coi biết cái bệnh sốt mò là sốt bệnh gì. Con cũng mới nghe lần đầu tiên luôn. Không rõ giờ chưa biết. Phật ông nói rồi, nói cho người chứng dị kỳ có kể. Dạ. Yeah. Trong ướt quá, nó không cháu đi. Ở trên Google nó nói với bệnh sốt mò là bệnh sốt bờ bụi. Là một loại bệnh sốt phát ban
Rickettsia gaga. Đây là di trùng tay truyền từ chuột sang người thông qua vết cắn của ấu trùng con mò, gọi là sốt mò. Bệnh có đặc điểm sốt kéo dài trên cơ thể người, bệnh có vết loét do côn trùng đốt, phát ban dạng sẵn và viêm hạch. Cứu được không? Dạ không biết nữa. Rồi nó nói bệnh sốt mò dễ nhầm với các bệnh khác, bởi vì người ta không biết, ta tưởng sốt thương hàn hoặc là sốt này sốt kia ông Tư. Ban. Dạ, phát ban rồi này kia. Cái đó nếu thiệt rồi ban, cái đó con uống thuốc con châm cũng hết, đó phải uống thuốc ban rồi. Thuốc ban không Tư? Ừ. Bữa đó ông Tư nói thuốc ban là uống cái gì nè ông Tư? Trùng hả? Cái đó ban đen. Ban đen. Còn ban thường là uống cái gì ông Tư? Ban đen thường mình uống thuốc nam mình. Yeah. Dụng nãy giờ muốn kiếm thuốc phải ra tới ngoài bưng mới có sậy. Dạ, yeah, có cây sậy. Có cây sậy, cây rau mương, rau đồng. Dạ. Yeah. Cái rau dừa, ba thứ. Ba thứ vậy sắc uống hả ông Tư? Rồi thuốc địch rồi này kia nó mười mấy thứ lận. Dạ. Yeah. Thuốc địch mắc cỡ gai. Sậy thì ở dưới vùng Long Xuyên thiếu gì? Ừ, dưới cái chỗ cái bãi cát nó thổi lên á. Dạ. Sậy dưới tranh nó mọc nó thành rừng luôn. Dạ. Ở dưới khu bệnh viện Đa Khoa sau lưng đó, àn ơ thôi. Biết bao nhiêu, nguyên đám sậy khủng khiếp. Bị hột nó thổi lên, nó lên trên nó mọc lắm. Dạ. Thành rừng bây giờ chỗ đó chắc có rắn. Không biết nữa. Chắc có, bị gì nó như rừng mà. Rừng. Bài thuốc ban mấy chị vậy là thuốc địch nè, mắc cỡ gai nè, cỏ mần trầu, rau mương nè. Có mấy vị thuốc bưng, rau mương ở bưng nè, mần sậy ở bưng nè. Còn nhiều là thuốc núi phải không Tư? Thuốc núi mình mắc cỡ gai rồi, thuốc địch rồi. Để tranh rồi. Bán dễ kỹ mà. Bệnh ban á, hồi xưa á, thì người ta hay bị rồi không có thuốc á ông Tư. Thế nên hay bị mà mặt rỗ đó hả? Dạ, bị tật nguyền rồi kia. Mặt rỗ đó, nó trổ, nó không trổ ra đuôi con mắt. Dạ, dạ. Quẹo vô phủ tay. Hồi xưa người ta ưa bị vậy đó ông Tư. Con uống rồi phải vô cho nó phát ban, nó trổ ra mới hết. Dạ. Không để nó ở trong ăn trúng đồ là bị đó. Mắt có cái mục dễ cá bằng hột đậu xanh trắng tư, không thấy đường đó. Dạ. Trụi giò, trụi tai gì cũng hồi xưa bị nó trụi bại gì. Còn bây giờ thì người ta biết thuốc rồi, nhà thuốc nam rồi người ta hốt uống hết trơn rồi. Thuốc nó mười mấy vị. Dạ. Một lần ta hốt thường, mỗi năm một lần đi kiếm thuốc được hốt. Bây giờ mình đâu có phòng thuốc cho mình chứa cái đó. Dạ. Với lại giờ ông Tư đi hái thuốc hết nổi rồi. Đi hết nổi. Nói rau mương, măng sậy nè, dây thú địch, mắc cỡ gai, cỏ mần trầu, dễ tranh. Ngoài đồng thì có rau mương, rau dừa mà ban nó trúng ỉa rẹt 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 nó nữa, ỉa nước không mà nó tanh rình nè. Yeah. Nó ăn vô là nó ỉa ra hết. Rau dừa tía hả gì không? Rau dừa tía đó còn hái để vú mớm rửa cho bụi rong cho sạch, con cặp gấp nướng. Yeah. Để vô thằng thuốc uống ngừng ỉa liền. Hay. Hồi đó tao cũng vì cái chuyện lu bu gia đình tao thôi kiếm tư mẹ năm. Anh hai mẹ nó ỉa không ở nhà ai. Bị ban đó không Tư? Bị ban. Bị nó cho ăn tầm bậy bạ nó đâu biết. Dạ. Yeah. Cử. Ông Tư biết cái bài thuốc mà là mấy cái người mà ta bị thần kinh tọa mà bị teo giò rồi đó ông Tư? Cái đó con phải uống bài thuốc rượu mình là hay nhất đó. Dạ.
phải uống trước kìa chứ để nó teo rồi. Teo là uống hết được, không phục hồi được. Teo nó mất cảm giác con hết rồi. Các động mạch, tĩnh mạch gì nó bị bế á. Cũng như là nó bị chèn dây thần kinh rồi nó không có chảy máu đồ đều hết không tự? Nó không thông máu được. Nó đòi hỏi con uống thời gian cho lâu. Nhất thuốc rượu mình uống thì xa bóp. Biết bao nhiêu hồi xưa mà những người mà người ta bị thần kinh tọ cái bại liệt bị nhiều lắm năm ơi. Dạ. Phải đi tây y rồi bại liệt bại tử. Bị teo giò cái giò nhỏ, giò lớn, rồi giò thấp, giò cao đó không tư? Ừ. Làm như bị rút hay không tư? Rút gân, rút chi teo. Có băng đen là khó trị nhất, cùng băng đỏ, băng bạch với băng bạch. Băng bạch là trị la mơ không hết. Con người đuôi con mắt mang tật quyền băng bạch, băng đỏ. Bởi vậy hồi xưa con nghe nói mấy ổng nói ai mà bị băng bạch là sạch tiền, sạch nhà, sạch nhà. Băng bạch là nó gai sao không tư? Nó mọc mục như một chải mình bún nước ra mà đường nó màu trắng không à. Dạ. Nổi mục bằng hột mè, bự hơn hột mè chứ trắng tư. Nó có đầu mối gì không? Nó phải có gốc rạ uống nó mới phát ban nó mạnh. Gốc rạ giờ nó xài thuốc không có uống chết rồi. Bởi vì gà bây giờ nó xịt thuốc dữ dằn. Có gốc gạ lên chùa rô qua lấy gốc gạ trên đó mới không có thuốc. Viện sư cũng không có xịt thuốc. Nguyên nhiên nó cũng ăn theo mình cũng xịt thuốc. Không, trong chùa đó không có xịt thuốc không tư rồi. Có xạ phân không à. Bởi vì ông Mằng nguyên một công hai công đất mà có mười mấy bao lúa à. 12 bao, 11 bao. Chùa nào cũng năm 30 công đất. Mằng đất 5-10 công á. Chùa nào cũng có đất thôi. Chùa rô chảnh thì được có mà miếng đất đó cả hai ba công. Cái chùa mình đi ra chú cháu mình đi đào khoai từ đó mấy cái miếng cặp chùa đó là của chùa không đó. Hai cái miếng hủng sâu đó. Ừ. Của chùa đó ngay đường ô đất của chùa rộng lắm Campuchia nó. Dạ, đất chùa rộng lắm. Campuchia tu chân chính mà ngặt cái khi ảnh vô ảnh tu thì ảnh chân chính lắm, mà khi ảnh ra ngoài thì cả giết người cứu của ảnh cũng chân. Vậy cứ vợ mà ra thành bình thường à. Cứ vợ người bình thường. Ảnh nó bị đại. Cái chỗ mà còn đang cắt cái chỗ chánh điện cũ của chùa Đô đó không Tư? Ừ. Mấy cái người mà cù lão ở đó người ta nói vậy nè, chỗ đó là cái gốc của chùa vô đó. Mà hồi xưa giờ không lo cắt cái đó, bây giờ con lên con kêu gọi cắt được mấy người cù lão đó người ta mừng hết biết rồi không tư, vì vì chỗ đó là cái gốc của chùa vô ngày xưa. Cái chùa trong mình lợi bỏ chùa cũ vô trong khúc đó, gặp cái chùa như cái chùa quan đó không? Dạ, ở trên cái núi đó ông Tư có ông Phật đó. Trên núi nhỏ có ông Phật á. Vì ở đó nước nôi là ít, không có xài. Dạ đâu có nước đâu. Xuống dưới ruộng này mới có giếng có nước. Dạ. Mà chỗ đó thì giờ mướn khoan giếng cũng khoan đâu được, ở dưới đá không à, đá bàn không à. Bây giờ nó khoan được cái này nó mất. Mắc cả trăm triệu sao mà tiền đâu mà mướn khoan. Nó khoan đá bằng mũi kim cương luôn, em mày lấy khúc bỏ ngoài đó. Dạ. Ở dưới Lâm Viên nó khoan cái 50-60 phước chứ. Dạ. Mới có nước. 50-60 phước là 50-60 triệu. Hơn nữa. Hơn nữa. Mấy ông khoan mà mấy cái đá bàn mấy ông lấy tới 1 thước tới 1 triệu mấy vậy. Ừ. Con lấy lên khoan đem lên đá mềm chèo à. Yeah. Con nắm bò nắm kia này kia được người ta thì đá non thấy không tôi? Ừ, nó khô cái đập cốp vì đá phải chứ gặp nó đường khoan vậy quất nắng cặp voi chơi.
sợ biết nắng. Không, không, tao nắng, mỗi lần tao nắng. Cái đó ông nắng được, vì ông thợ điêu khắc mà. Tao đi đào kinh cho nhà nước này có đào đâu. Đủ mấy ông cán bộ đó, dân ta đào lên đất xét mới trả dít, bị thế tao nắng trâu, nắng voi rồi đó. Dạ. Dít bà này lại đem anh nắng cho tôi cặp, ông kia nắng cho tôi cặp bò, cặp voi gì, trâu. Ngồi đó ở mát nắng tối ngày rồi còn gạo mấy bà bác dư mấy bà cũng đem lại cho mình. Gạo của dân không? Thì đá ở dưới cái chân ở dưới là đá non không hả ông Tư? Bởi vì nó mới sống nó mới lớn lên hoài á. Như ngày xưa con lên cái hang hổ trên núi Cấm á. Năm đó đã chưa có đường đi đường rừng không à. Bị 37 năm rồi. Con chung vô cái hang hổ cái con lấy cái tay nè. Con thấy ở trong ướt nhẹp á, lấy cái tay con móc chuyển cái mềm mập không Tư? Ở trên nóc hang á. Cái con nói với cậu Út là cậu Út sao đá nó bị mập, ổng là đá non. Rồi con lấy một cục ngón vô cái con đe cái con chung ra ngoài con dò tròn tròn vậy cứng ngắc rồi. Đem ngoài là cứng. Cũng như con lên núi tượng cái ông cái bà cô hai năm nay bà cũng chín mấy tuổi rồi. Bà là hồi xưa chỗ Sơn Tiên nữa đó. Nó còn trũng ở dưới á, nó trũng ở dưới đó, nó đá nó mềm mập à, rồi cũng như đá nó mềm rồi nó bị bằng đá đó ông Tư. Rồi hồi xưa bà kể cái vụ mà cũng như truyền thuyết vậy đó, rồi mà đâu có ai chứng kiến đâu. Rồi tiên nữ mà trên mới xuống như mấy ngày gầm đồ này kia xuống đó ông Tư, trăng sáng đó, cái xuống chơi, rồi đi tới lui nhảy múa đồ này kia rồi có bàn chân. Rồi là lâu ngày cái đá nó lớn lên sau này đá nó cứng cái nó bự bự ra thành bàn chân, người ta kêu là bàn chân tiên. Trên ấy đây nè, trên đình này có bây giờ bị nó bằng chắc nó lấp hết, nó ủi đất nó bằng cất nhà. Dạ. Thì bà cô hai đó kể đó là hồi xưa đá bằng chân nít không à. Dạ. Chút chút à. Rồi dấu ngựa nó chạy, dấu giò ngựa nó tròn lụm mới lớn như nè. Dạ. Bằng cái dĩa này. Trăng nó bò rồi nó đái khuyết đá xuống lỗ, trăng nó bò cái dấu nó nằm á. Dạ. Còn in một lần hình cái bụng trăng sao vậy. Dạ. Hèn chi, hèn chi ông nói cái vụ con trăng bò khuyết đá con mới nhớ ông đi vô hang cá bay rồi. Ông chú hai ông nói hồi xưa đó, rắn trong này với trăng rồi này kia nè, mấy con bự bự á, nó bò trong hang mà đá hồi xưa nó còn mềm á. Rồi nó bò nó mòn nó khuyết xuống gì nè ông Tư. Ừ. Ông nói cái này là dấu rắn bò nè. Mà nó bự. Nó bự cỡ này vậy nè ông Tư. Và gần bằng thùng bê á, cái đường nó bò á. Ừ. Ông lại là dấu bò bây giờ đá nó cứng lại. Bò lăn lứt ảnh đá khuyết lỗ với yeah. Đá. Có một lỗ bằng chân cái mình sâu với. Dạ. Yeah. Đầu giờ tiên lên hồi đó còn nhỏ nhỏ nữa ai đục chơi. Có dấu ngựa chạy ở đường Vĩnh Trung mình. Có dấu giờ chân ngựa luôn hả ông Tư? Có dấu chân ngựa, dấu chân tiên nhiều lắm. Dạ. Cái bãi đá bằng cái nền nhà ta vậy nè. Rồi giờ bị nó mần ngắn, nó dít chất bức, liếc phát. Ủi cắt nhà. Chắc mấy triệu năm trước, mấy ngàn năm trước rồi kia, cái núi nó còn thấp, chắc đá non nhiều lắm hả ông Tư? Hồi tạo tiên lập địa mình có đâu mình biết đâu. Dạ, mình đâu biết được. Ý là sao mấy ngàn năm sao mà đá non, mấy triệu năm mà đá non mình thấy còn... mỏ con cát đưa lên lúc giờ vợ tỉnh. Mình đá nó kê kê nhau như mình sắp chơi vậy đó. Dạ. Không rớt. Không rớt. Con độ vậy nè ông Tư, như hồi xưa đá ở dưới nó đội lên rồi có cục đá nằm trên sẵn đó rồi dưới lớn lên hoài. Đưa lên hoài. Dạ, đưa lên hoài vậy đó. Tính ra mấy triệu năm gì rồi. Dạ. Biết mấy chục triệu năm nào mà nói. Con tính nội đời con tính con ngồi con suy nghĩ ngẫm rồi. Cũng như mày biết cái là chưa chắc mà biết đời ông nội gì nữa. Dạ dễ vậy biết. Rồi mấy ông nó chết rồi cái kiếp trước ông cố, ông cố là ông già của ông nội. Dạ dạ. Rồi ông già của ông cố là ông sơ của mình. Dạ.
biết bao nhiêu đời người vậy đó. Dạ. Còn mình cha mẹ mình sanh ra như bác cháu mình vậy, mình biết nó thuộc về cháu chắc rồi. Dạ. Cháu chắc cháu chích rồi. Đá bơi coi cục biết mấy ngàn trăm triệu ước năm nào nữa. Dạ. Bởi vì cái núi mà lớn cao vậy biết bao nhiêu triệu năm rồi. Núi Cấm với núi Dài vậy, cách xa nhau hồi đó bị cái giặc núi Dài núi Cấm là ngay gần cái núi lửa. Nó vậy sao ông Tư? Ừ. Vậy là hồi xưa dùng Thất Sơn có núi lửa không Tư? Có, ở đâu không có. Dạ. Phun núi riết để mình có đất làm ruộng làm đấy, cái núi lửa phun lên con đâu mà ăn gì được. Dạ. Cái nham thạch nó chảy xuống cây dòng cây mấy chục thằng ôm còn ngã mà. Dạ. Ruộng lúa nó không còn. Bởi vì hồi xưa người ta nói nguyên cái vùng mà đất Hà Tiên hồi xưa đó, mấy đá dồi mà có hang đó ông Tư. Ừ. Là nó nằm ở dưới biển rồi sống đánh lửa không, bữa nay chắc quà gì dữ rồi. Thì sống đánh giết nó thành hang, người ta nói hang cá sấu, hang này hang kia đó. Thì núi Tà Lân đó, con đi trịnh mấy đá, hồi đó đá với biển nó dưng lên không. Dạ. Ờ bữa nay mua đủ thứ cho. Không mua rượu. Có chữa thèm đồ chua. Khóm hả? Khóm. Khóm, Quỳnh Tân có chữa.